Con hươu còn biết yêu thương mẹ. Dê mẹ xả thân bồi sữa cho dê con. Đại bàn lớn tụ thành đàn bay về hướng nam. Những con quạ còn biết đút mồi cho quạ con. Người già luôn định được phương phía trước. Bồ câu thường giúp người đưa thư. Bò già rồi mà vẫn phải cày ruộng cho người. Chó thì rất trung thành với chủ. Không khí với ánh sáng mặt trời vốn dĩ rất tự do. Hơi thở dưới đao của người đồ tể là ngắn ngủi như thế. Tất cả nhịp mạch đập đều là tuyệt vời của thế giới này. Tôn trọng tất cả sinh mệnh chính là yêu quý sinh mạng chính bản thân mình. Bảo vệ tất cả sinh mệnh chính là mang lại món quà hạnh phúc cho bản thân mình. Thay đổi cách nghĩ, mọi xung đột đều có thể hóa giải. Hòa giải trận chiến giữa người và voi. Cũng xong rồi. Được rồi. Nhất định phải giữ vườn này lại. Mau lên, mau lên. Đi rồi. Đi đi. Đi, mau đi đi. Chạy mau đi cho ta. Nguy hiểm đó. À, không xong rồi. A Căng, đừng sợ. Đi đi, đi mau. Mau đi đi. Đi, đi. Mau đi đi. Mau lên, chạy mau đi cho ta. Đi đi đi, mau đi đi đi, mau đi đi, chạy mau đi đi, đi mau. Thật là đáng ghét. Vườn mía bị dẫm đạp ra thành thế này, thật là đáng ghét. Tôi nhất định phải chặn chúng nó lại. Hừ. Căng, anh đang làm cái gì vậy? Hừ. Anh muốn dùng cái này để đối phó với chúng sao? Để xem chúng nó còn lại đây nữa không? Ừ. Như vậy sẽ làm hại chúng nó đó. Không thể lo nhiều như vậy nữa đâu. Duy chỉ có tháng này, đám mía đã bị chúng nó đạp 4 lần rồi. Này, trước đây không phải anh nói chúng nó là những người bạn tốt của anh sao? Bạn? Đó là chuyện trước đây mà. A Căng, đừng nên như vậy. Nếu chúng còn tới thì thu hoạch năm nay coi như mất trắng. Anh bảo vệ vườn tược nhà của chúng ta thôi. Nhà? Nói đến nhà, A Căng, trước đây nơi đây cũng là nhà của chúng. Khai Hoang, mấy năm trước
mí bén rất được. Chúng ta mới đốt rừng, ép các con voi phải rời khỏi nhà của chúng nó. Đến ngày nay mới có được vườn mía của chúng ta đây. Điều này... Thôi qua đây, ăn cơm trước đã. Anh đó, hễ xách dao lên, trong đầu toàn là đánh giết. Thay đổi cách nghĩ thử xem, sẽ có cách mà. Em nấu cho anh món cơm cay mà anh thích ăn nhất nè. Qua ăn trước đi. Ơ? Có rồi. Người trong làng dưới sự dẫn dắt của A Căng, họ bắt đầu trồng ớt ở xung quanh vườn mía. Ớt đối với vườn mía mà nói đã tạo thành dãy hàng rào xanh tự nhiên. Người trong thôn đã lợi dụng đặc điểm là voi rất ghét ăn ớt để bảo vệ mùa màng, cũng là bảo hộ đàn voi. Đây là giải pháp tốt để giải quyết trận chiến giữa người và voi. Đương nhiên, A Căng và mọi người trong thôn cũng không quên, sau khi thu hoạch thì chừa lại một ít để phân phát cho các con voi. Nào lại đây, mau ăn đi. Từ đó về sau, họ sống hòa thuận với nhau dưới cùng một vòm trời. Namo Amida Phật.
phơ. Hãy subscribe.